tối 19 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG tổ chức lễ vinh danh gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề Điều phi thường của yêu thương. Chương trình năm nay tuyên dương 20 gia đình trẻ đã có những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong đời sống, khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, vượt qua khoảng cách địa lý, không chỉ xây dựng gia đình gắn kết, hạnh phúc, mà còn đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là công cuộc phòng chống đại dịch, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam. Đây là năm thứ hai chương trình tôn vinh các gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu được tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ và góp phần tạo cú hích để các gia đình trẻ tiếp tục nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp giá trị cho cộng đồng.